Thưa các bạn, hiện nay các địa phương trong huyện Long Phú đang bước vào giai đoạn thu hoạch lúa vụ đông xuân 2023-2024. Không khí thu hoạch lúa náo nhiệt trong thời giá gạo trong nước cũng như trên thế giới cao rất ngưỡng. Hàng năm nơi đây sản xuất hai vụ lúa chính là vụ hè thu và vụ đông xuân. Mà vụ đông xuân là vụ lúa chính bởi vì mùa vụ này năng suất cao nhất. Tình hình giá lúa gạo cao kỷ lục năm nay đã hấp dẫn người dân khi thu hoạch xong thì bước vào khâu làm đất để sản xuất vụ thứ ba, tức là vụ xuân hè. Nếu như không bị ảnh hưởng nước mặn xâm thực thì năng suất của vụ lúa này là rất là cao hơn cả vụ lúa này, tức là vụ đông xuân. Năm nay bà con nông dân nơi đây có một vụ mùa bội thu, mình đã đi vài nơi đang thu hoạch lúa, đến đâu cũng thấy cảnh bà con nông dân rất phấn khởi bởi được mùa, và đặc biệt là hơn nữa là giá lúa gạo cao ngất ngưỡng, cao nhất từ trước tới nay. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan thì cái lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2023 là 8,1 triệu tấn, đem về cho đất nước 4,7 tỷ đô la. Đây được xem là mức kỷ lục về sản lượng cũng như về giá trị của ngành lúa gạo Việt Nam từ trước đến nay. Trong khi đó thì Thái Lan, nước đứng đầu thế giới về sản lượng xuất khẩu gạo năm 2023 là 8,5 triệu tấn, tức là cao hơn Việt Nam gần 400.000 tấn. Xét về giá trị thì gạo Việt Nam hiện nay là cao nhất thế giới, cao hơn 600 đô la trên 1 tấn. Nguyên nhân giá lúa gạo trong nước cũng như trên thế giới luôn lập đỉnh là do Ấn Độ, nước đứng đầu thế giới về sản lượng xuất khẩu gạo, đã cấm xuất khẩu gạo Basmati, dẫn đến nguồn cung trên thế giới bị sụt giảm. Bởi do hiện tượng El Nino nên Ấn Độ bị mất mùa, họ cấm xuất khẩu để bình ổn giá gạo trong nước. Sau đây mời quý vị và các bạn xem các hoạt động thu hoạch lúa vụ đông xuân diễn ra rất náo nhiệt. Nơi tôi đang đứng ghi hình ở đây là cánh đồng thuộc ấp Bờ Kinh, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là chiếc xe vận tải lúa trên đồng ruộng do Việt Nam cải tiến lại, có sức chở rất lớn, có thể lên đến hơn 4 tấn. Cái này là ST25 hả? Đây, hả? Chứ không phải... Thấy cái lá đồng nó cao cao, tưởng đâu là ST25. Nó cũng giống ST25 ha. Vàng lá nó nhìn giống nè. Chim én nó lại nó ăn côn trùng quá trời luôn nè. Quá trời chim luôn. Bao la luôn nè. Chàng lúa này trúng quá nè. Lúa này trúng. Cái lúa này giá chịu giá chưa anh? Bán lấy cọc tao 9.000 chú ơi. 9.000 hả? Dạ. Ngon ha. Lấy còn làm bây giờ lên 9.000 mấy năm. À. Năm nay là giá lúa là cao nhất từ xưa tới giờ ha. À. Xưa giờ đâu có giá này. Rồi ST nè, nghe nói 10.000 mấy, 11.000 nữa. 11.600. 11.600. Wow, mấy người làm ST25 rồi cũng no luôn. Mà lúa này cũng ngon rồi, giá này ngon rồi. Còn OM18 thì 10.000. OM18 là 10.000. Giống này là ông mà đi xuống đi thứ đó thì nó cũng tăng lắm. Ông mà đang tỉ vô xuống.
lại những cái cây lúa mà nó ngã ra ngoài bờ, máy cắt nó không có cắt được tốt lại, thì anh cắt thì quăng chở vô để cho máy nó cứu trở lại. Ngày xưa thì người nông dân lao động rất là gian khổ, gọi là đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đi nói là không, cái lúa nè, gặt lúa thì phải khom lưng, mặt thì hướng xuống đất và lưng thì ngửa lên trời phơi nắng. Chim nhiều quá trời luôn, chim én nó bay lại nó ăn côn trùng nè. Rầy, rầy bướm bay lên thì chim nó ăn. Cái miếng bên đây cũng giống khác hay chung? Chung á. Đều được máy móc cơ giới hóa, không còn cái cảnh là nhổ mạ cái lúa, không còn gặt lúa đập lúa, kể cả vận chuyển cũng không còn còng lưng vác một đoạn đường rất là xa từ nơi đồng ruộng về nhà. Lúa sau khi thu hoạch được thì được máy móc vận chuyển ra cái bờ kênh để tập kết rồi trực tiếp bán lại cho thương lái. Dính đâu? Hay vậy? Ồ, quá hay luôn. Quá hay luôn. Không nhận hay thiệt. Đưa lên cho ông quay kìa. Trời ơi, chụp đực kìa. Ê. Nó bự. Nó bự luôn. Chụp con. Chụp đực nè. Quay thì mình coi. Khi thu hoạch lúa thì các loại côn trùng nó không còn nơi trú ẩn, nó bay lên thì chim én tập trung đến đây nên nó ăn. Côn trùng như là gầy, gầy xanh, gầy nâu, bướm, ngày vân vân. Kể ra thì nghề nuôi chim én thì cũng sướng đó các bạn. Nuôi con gì cũng cho ăn nhưng mà nuôi chim én thì không cho ăn. Nó sáng nó tự đi ra tìm thức ăn rồi chiều nó về tổ. Cái máy vận chuyển lúa này là sức tải nó rất là khủng. Các bạn nhìn thấy là cái xe này là người Việt Nam cải tiến lại cho nó phù hợp với cái đồng ruộng. Nó sức tải của nó, nếu mà đầy tải của nó là hơn 4 tấn mà nó vẫn vượt đi được. Kể cả là đất bùn lún nhờ cái cặp bánh xích của nó. Trong cái video trước mình có quay lại cảnh là một chiếc xe vận chuyển lúa này nó tải trên 4 tấn mà nó leo trên bờ là có độ dốc 45 độ, nó leo qua tuốt luôn. Các bạn nhìn thấy là lúa sau khi là thu hoạch xong là được vận chuyển đến bờ kênh tập kết nơi đây thì chờ thương lái lại là cân
giao luôn với người nông dân, không còn đem về nhà phơi như hồi xưa. Mình nói cân tức là từ nó tắt của ở địa phương, nghĩa là cân bán lại cho thương lái đó. Người ta cắt vòng vòng, còn cuối cùng là còn cái đường giữa đó, người ta gọi là dí cù, thì thường là chuột chim là nó gom tại đây. Hôm nay thì không có các em bé nó bắt chuột, chứ có em bé là dí bắt chuột, ở đây có chuột nhiều á. Bắt chuột cái chết chuột bắt đi. Trong nơi máy đang hoạt động, máy đang hoạt động thì côn trùng nó bay ra thì sẽ có một bữa đại tiệc cho chim yến. Gom gom hồi có chuột à, có ai bắt không? Có ai đâu, có này đi học cái gì á. Ồ, không có người á, phải có miếng nhỏ 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 á, nó hay lắm. Ê, vô bắt chuột là con chút nha. Hôm nay các em đi học hết rồi, không có học thể với bảy chủ nhật thì các em rảnh thì tham gia bắt chuột. Dòng thì còn lõm giữa là gọi là dí cù đó, gì chuột dí chim nó gom về đây nè. Rồi dính trên phía trên cái máy cắt đó, là chim én tập trung rất là nhiều.
rồi con chuột chạy mất rồi. Cái này là phải đông người mới được, ít người quá nó chạy vượt rồi. Chưa mọi người về em cũng hết rồi, không có ai bắt chuột tiếp quá. Lúa thu hoạch xong thì các hạt lép thì được máy nó thổi văng ra rớt dưới đất, còn lấy lại là hạt lúa sạch chắc. Bên cạnh đó thì cũng sót lại một vài hột lúa chắc đây, đây này mà đây cũng còn sót lại một ít, nhưng mà cái này là tận dụng cho vịt lại ăn. Xe vận chuyển hơn 2 tấn lúa, trên đó ngồi thêm 4-5 người nữa mà nó chạy rất là khỏe. Các bạn nhìn thấy nó chạy khỏe ghê không? Đang cắt xung quanh thì bây giờ còn gom lại cái cụ
nhưng mà không có người bắt, người ta về ăn cơm trưa hết rồi, nghỉ ngơi hết rồi, không có người, tiếc quá. Làm ruộng ngày nay thì ngoài nguồn thu chính là cái hạt lúa, người ta còn có nguồn thu khác là cái bán lại cái rôm này. Cái rôm này thì được các chủ máy người ta thu gom lại, quấn thành từng bó, bán lại cho những người chăn nuôi bò và làm nấm rôm. Một cục rôm vậy là không rẻ đâu các bạn, khoảng 4-5 ngàn một cục đó. Sau khi thu hoạch lúa xong thì rôm này được phơi nắng khoảng 2-3 ngày cho rôm nó khô, rồi người ta đưa máy vào để quấn lại, bán lại, vận chuyển lên các tỉnh khác để bán lại cho mấy người mà chăn nuôi bò với lại làm nấm rôm. Các bạn nhìn thấy là cái máy ruộng rôm này thì nó có cái vận tốc nhanh hơn cái máy gặt đập liên hợp. Đây, các bạn nhìn thấy nó chạy vận tốc nhanh hơn cái máy gặt đập liên hợp. Khi nó cuộn đầy một xe như vậy thì nó sẽ chạy ra cặp bờ lậu xe để chuyển lên xe tải vận chuyển đi nơi khác. Đây các bạn, nó đang cuộn rôm mà nó chạy vận tốc cũng rất là nhanh, dung dúc. Người ta tận dụng và kinh tế lợi trồng đu đủ, trái nhiều quá nè. Wow, đây quá sáng luôn. Cái đám đu đủ này trái tròn nhiều hơn trái dài. Đây trái tròn không? Trái dài rất ít, trái tròn thì năng suất nó thấp hơn, trọng lượng từng trái nó cũng nhỏ nhẹ hơn, nhưng mà đổi lại thì bù lại thì nó lại có phẩm chất, nó ngon hơn, nó ngọt hơn cái trái dài. Các bạn cũng để ý kỹ, cái trái tròn nó ít có hột, còn trái dài hột nhiều lắm. Nhưng mà hình thái bên ngoài, cái dáng cái trái thì cái trái dài nó đẹp hơn. Thu hoạch xong thì nó cũng còn sót một ít đó các bạn, chứ nó không tuyệt đối 100% đâu. Còn sót lúa lại, nhưng mà người nông dân lại tiếp tục bán lại cho cái người nuôi vịt. Chủ vịt là muốn cho vịt vào ăn ruộng lúa này thì phải mua lại một công bao nhiêu tiền đó. Tức là này cũng góp phần tăng thu nhập cho người dân. Trước khi cho vịt vào ruộng ăn thì người ta phải bơm nước lên. Nước lên, có nước thì vịt mới ăn được. Đây, các bạn thấy người ta bơm nước đây, cái ruộng này là chuẩn bị thả vịt vào rồi. Đây, một anh chủ vịt đây, đàn vịt này hàng ngàn con. Đây là chuẩn bị lùa vào ruộng để ăn nè. Nó vào đây nó ăn lúa rơi rớt lại, cộng thêm những côn trùng, rồi thêm ếch nhái, cua ốc vân vân, toàn bộ là thức ăn tự nhiên. Theo ý mình thì nếu như các bạn muốn ăn vịt
trực tiếp gặp những chủ vịt như thế này nè, mua về ăn là phẩm chất nó ngon, ngọt mà nó rẻ nữa. Bởi vì con vịt này nó luôn vận động và nó ăn thức ăn tự nhiên ở đồng ruộng, không có ăn thức ăn công nghiệp. Chị này đang cầm trên tay con vịt, có lẽ là đang bắt để bán cho ai đây. Thật đúng như mình dự đoán đó các bạn, đây có hai cô bé đây đến mua vịt nè, đang trên tay cầm hai tay là người cầm hai tay bốn con bên hai con, rồi bà chủ vịt này bà cũng đang rượt đuổi để bắt thêm nè. Thời lượng chương trình đến đây xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Xin các bạn vui lòng bấm nút đăng ký để khích lệ tinh thần mình có những video tốt hơn phục vụ các bạn trong tương lai. Xin cảm ơn. Tạm biệt các bạn.